Nhân viên bảo vệ này phát hiện ra có điểm bất thường, anh ta liền đi kiểm tra. Anh ta cẩn thận đi chậm chậm từng bước trong đại sảnh tối om. Là tiếng điện thoại của anh ta vang lên trong nhà vệ sinh. Lúc anh bảo vệ đang phân vân có nên đi lấy điện thoại hay không. Chào mừng các bạn đến với kênh Ông Chú Núp Lùm. Đây là bộ phim kinh dị mới nhất năm 2023, Deleter. Bộ phim có những cảnh gây giật mình, vui lòng cân nhắc trước khi xem. Chúng ta cùng nhau bắt đầu nào. Liza là một nhân viên kiểm duyệt video. Công việc của cô ấy là sàng lọc những video bất thường, có 3 màn hình ghép lại với nhau. Click vào chuột trái để mở video, click vào chuột phải để xóa video. Các đồng nghiệp ở trong phòng đều bị giới hạn trong phạm vi một chiếc bàn chật chội. Làm việc chăm chỉ, họ được gọi là Deleter. Các Deleter phải hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ mỗi ngày, còn phải liên tục chịu đựng những hình ảnh hết sức kinh dị này, thậm chí đáng sợ hơn nữa. Cuối ngày tất cả mọi người đều mệt mỏi, rất khổ cực. Hôm đó người đồng nghiệp Eileen mới đến cách đây chưa lâu, lúc đang kiểm tra một video đã bị kích động. Eileen đau khổ hét lớn, khiến cho tất cả đồng nghiệp trong văn phòng kinh ngạc. Đó là video quay cảnh một người phụ nữ tự sát. Vài hôm sau Eileen vẫn không đi làm. Ở trong cửa hàng tiện lợi, hai đồng nghiệp đang thảo luận về chuyện của cô. Này cậu đã biết gì chưa? Trong công ty đang đồn, Eileen bị kích động quá nên ở nhà dưỡng bệnh rồi, nhưng cô ấy vẫn nhận lương. Mọi người nói cô ấy có quan hệ với ông chủ. Liza nghe thấy những lời đồn đại này cũng không nói gì, bởi vì hôm nay cô ấy vừa bị ông chủ mắng. Công việc của cô hôm nay gặp thiếu sót, ông chủ nhắc nhở cô lúc làm việc phải chuyên tâm, cũng không quên tặng cô cái bánh vẽ. Hoàn thành một ngày làm việc, Liza đang ngồi ngẩn ngơ ở cửa hàng tiện lợi cạnh ký túc xá. Đột nhiên thấy một đám người chạy về phía ký túc xá, Liza cũng chạy theo bọn họ. Một cô gái nhảy từ sân thượng ký túc rơi xuống, cô gái đó chính là Eileen. Dựa vào camera ghi hình, trong một góc tối ở ký túc xá, Eileen giống như Elisa Lam, động tác rất kỳ lạ, đi thang máy lên thẳng sân thượng. Nhân viên điều tra đến thu thập thông tin, toàn bộ nhân viên trong công ty phải cung cấp lời khai cá nhân. Lúc đến lượt Liza, ông chủ nhắc nhở cô không được nói lung tung, đừng gây phiền phức cho công ty, đừng tự tìm phiền phức cho bản thân mình. Liza đi vào phòng thẩm vấn, cô nhìn thấy một con mèo đen. Phải biết rằng công ty không cho phép nuôi bất kỳ con vật nào, có lẽ chỉ có mình cô nhìn thấy con mèo này. Thời gian lấy lời khai rất ngắn, Liza nói mình không thân với Eileen lắm bởi vì ngày thường Eileen thích ở một mình. Tối hôm đó lúc Liza đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, cô đột nhiên phát hiện mọi camera đều chiếu hình ảnh Eileen đang đứng trong cửa hàng tiện lợi. Làm sao có thể, mình đã nhìn thấy cô ấy rơi xuống trước mặt mình cơ mà. Liza đành động viên bản thân, lấy hết can đảm đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Nhưng không thấy ai hết, Liza quay lại ký túc xá. Cô nằm trên giường nghĩ về chuyện ban nãy, cô phát hiện ra có thêm một hàng chữ viết ở tấm ván giường tầng trên. Cô chạy không thoát đâu. Đúng vậy, Liza đã nói dối nhân viên điều tra, cô không những quen Eileen mà còn chơi rất thân. Thời gian chậm chậm trôi qua, không tới nửa tháng, những lời bàn luận về chuyện của Eileen trong công ty dần dần ít đi. Hôm đó lúc tan ca, Liza vô thức nhìn về phía vị trí trống của Eileen. Nhưng lúc cô quay đầu nhìn lại thì chỗ đó trống trơn, vị trí đó từ lúc Eileen xảy ra chuyện thì không ai dám ngồi, cũng không dám nói gì. Các đồng nghiệp hoàn thành công việc đều trở về ký túc xá, văn phòng rộng lớn hết sức lạnh lẽo, chỉ còn lại mình Liza. Cô còn rất nhiều video chưa kiểm duyệt, cô làm việc đến tận nửa đêm, lúc này chỉ còn vài chiếc đèn đang bật, bốn phía đột nhiên an tĩnh, bầu không khí trở nên dị thường, nhiệt độ bị đẩy xuống mức thấp nhất. Liza cảm thấy hơi lạnh bao phủ, cô rùng mình, vẫn nên làm xong việc rồi trở về thôi. Liza mở một video lên, bên trong là một cô gái đang đứng ở sân thượng, được ghi lại bằng camera sau. Cô gái gào khóc thất thanh, lúc cô gái quay đầu về phía camera, đó không phải là Eileen sao? Eileen nói xong liền nhảy xuống, toàn bộ quá trình được quay lại bằng điện thoại. Liza sợ hãi vội vàng chạy đi tìm ông chủ, lúc hai người xem lại đoạn video, ông chủ chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Bởi vì hôm Eileen xảy ra chuyện, cảnh sát đã phong tỏa phạm vi điều tra, nhưng không tìm thấy điện thoại của Eileen. Lúc này Liza đột nhiên nhớ ra một đồng nghiệp, hôm đó đã quay một đoạn video ở hiện trường, liền bảo anh ta gửi video cho mình. Cho dù video hơi rung lắc, nhưng có thể nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đỏ, nhân lúc hỗn loạn đã lấy chiếc điện thoại của Eileen. Liza chỉ cảm thấy người đàn ông này dường như trông rất quen. Lúc này lại có một đoạn video khác được gửi tới, cảnh trong video là sảnh ở tầng 1 của công ty, mà thời gian ghi lại lúc đó. Ông chủ biết, xem ra có người cố ý gây náo loạn ở tòa nhà công ty.
Anh ta gọi điện cho bảo vệ tòa nhà ra ngoài kiểm tra thử, rất lâu sau không thấy bảo vệ trả lời. Vì vậy ông chủ đi thang máy xuống dưới kiểm tra, cả văn phòng lại chỉ còn mình Lai ra. Cô thực sự cảm thấy người đàn ông mặc áo đỏ trông rất quen, cô tìm lại video mình đã kiểm duyệt, cuối cùng cũng tìm thấy anh ta trong một vụ tai nạn giao thông. Lúc anh ta đang đi qua đường thì bị chiếc xe chạy quá tốc độ đâm trúng, mà ở trong góc tối của video này, Lai ra mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Đó chính là Aileen, một đoạn video khác được gửi tới. Người trong video là bảo vệ tòa nhà, anh ta nhìn chăm chăm. Ông chủ đang ở trong thang máy bỗng dưng dừng lại. Lúc cửa thang máy mở ra, bên ngoài tối như hũ nút, ông chủ có ấn nút thang máy thế nào, thang máy cũng không có phản ứng. Ông chủ chỉ đành đi ra ngoài. Lai ra sợ hãi, lúc cô vừa rời khỏi chỗ ngồi của mình, thì màn hình máy tính lại hiện cảnh ông chủ đang nằm ở cửa thang máy. Thang máy dần dần đi xuống, một tiếng động vang lên, ông chủ bị nghiến thành hai mảnh. Sau đó cả tòa nhà bị mất điện, trong văn phòng rộng lớn lạnh lẽo này, Lai ra nghe thấy có người đang gõ chữ. Tiếng động được truyền đến từ vị trí mà Aileen ngồi, cũng chỉ có màn hình của Aileen đang sáng. Không phải tòa nhà đang bị mất điện sao? Lai ra lấy hết can đảm nhìn về phía màn hình máy tính của Aileen. Màn hình đã viết kín chữ. Cô chối không thoát đâu. Đột nhiên màn hình hiện lên hình ảnh của Lai ra. Lai ra chỉ cảm thấy có 5 ngón tay vô hình trong bóng tối. Có thứ gì đó đang lại gần. Bộ phim kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Hãy like và share để ủng hộ cho ông nhé. Nakakabaliw nga itong tabaho na ito. Tataas ka talaga? Sorry kasi hindi kita natulungan. Sorry. Naira? Naira? Naira, anong nangyari sa'yo? Boss, patulong naman, oh! Nakita na lang yung babae. Nandito sa 27th floor.